Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,7 độ vĩ Bắc, 115,5 độ kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía đông bắc. Dự báo trong 1-2 ngày tới khi đến gần huyện đảo Hoàng Sa, bão sẽ giảm dần cường độ, đến 4 giờ ngày 11 tháng 11, cường độ bão giảm còn cấp 11 và cấp 14. Sau đó, khi đến gần đất liền miền Trung, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong quá trình di chuyển, bão tiếp tục gây thời tiết xấu trên biển. Cảnh báo vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là từ vị tuyến 16,5 đến vị tuyến 21 độ Bắc, phía đông kinh tuyến 110 độ Đông. Để chủ động ứng phó bão số 7, các địa phương ven biển Trung Bộ đã chủ động kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, bảo đảm an toàn cho phương tiện tàu thuyền còn hoạt động trên biển và tại nơi neo đậu tránh trú. Đến nay, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Thuận, Quảng Ngãi đã hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão an toàn.